Rồi chào tất cả các bạn nha. Mời các bạn mặn. Mặn của Miss Sinu mua đâu khoảng nửa tháng trước á. Có. Mới mùa sáng đó trời. Mời cả nhà nha. Ăn xong đứng ra. Đâu cay lắm đâu. Bữa nay hai chồng ngăn xuống chơi nó đi câu cá làm khương sử nha. Câu cá bá luôn là đợi. Tôi đứa nhà ta câu lử. Cái gì ông rải cái ông rải cái gì nhánh cây gì chẳng mà thằng ơi đó là ca vừa xuống bắt đầu là giờ dắt mồi thức ăn câu cá. Bữa nay cũng sủ có dằn ra lưới cá sát bạn, mấy anh em mình phục thù lại lần rồi mới thả đó, khai trương ra lưới cá sát toàn là dính cá út không. Bữa nay phải phục thù lấy lại những gì đã mắc này. Có con gái kể cũ cũ đủ chơi nữa, cũ sủ thứ hai cái đó thứ ba áo xanh xanh đó, còn này là út gọi là út mót. Ủa tại lưới con cũ chăng đâu ạ? Làng rồi văng mà giữa sông bạn dính cá út không à. Bữa nay cũ có sủ vô giành lại địa bàn của sư mẫu, mà lưới cũ sủ là lưới thả nha, còn lưới của sư mẫu lúc trước là lặn bả văng thường ngày là lưới gạch, tức là mình dạng kiểu lưới neo á, mình văng chìm chứ còn lưới thả là thả nhúm nhích trong đây nè, kiểu mình văng cá nó đi tầng nổi á, tầng chung chung vậy đó. Đó phà lúc bích đó ngự dân á, một hồi gỡ cá mỗi tay rồi. Lần này nhất định phải phục thù lấy lại những gì đã mắc bạn ơi. Rồi lần rồi dính đâu gần 1,5 kg gì đó mà toàn là cái út không, cái xác đủ con co mà nghĩ cũng thiếu rồi chứ. Gì hai em này xúm lại giống như cái chợ kìa, cái chợ ăn thiệt còn không lại luôn á. Ba ông cài quá cài, lên phố cài quá chơi, cài. Về còn dây còn đi làm chơi cái hẹn. Cái có người không? Có, từ á, từ tu á. Có 2-3 người. Trời cái này cái gì nữa bạn ơi? Đậu của sư mẫu cho. Dưa hấu đầy đủ cho bạn ơi, nói vậy đồ ăn giặt này mất dừa. Hồi ba giang hồ sáng giờ chưa xuống hả? Còn cái gì hẹn bạn xíu nha, mấy anh em mình thăm lưới thứ có sao. Nãy củ sủ với bình đường đó có đem kìm xuống không, đi bẻ cạnh cá phụ đó. Hai chồng lựu đạn này cũng gài dạo này nổ còn hơn mình nữa bạn. Bữa đó thằng Dương ta lưới cá sát vậy, cái này là mình khai thiệt cho bạn nghe. Là bữa mình ở nhà, củ sủ gọi hội cho mình, nói là cái mày mình sẵn đó đi mua 2 cây kìm xuống đi bẻ cạnh cá. Không thiệt, mình mua 2 cây kìm xuống bạn. Thánh thằng ơi, dính một nồi cái út không? Cái út có phải gỡ ngạnh không? Có, cũng có bẻ ngạnh. Hai dòng nổ, bà có nổ, cái xác dính nùi nùi luôn, đem 2 kìm xuống gỡ cá. Cá út cũng phải gỡ, cũng phải có kìm mới gỡ được. Giờ đồng anh em mình đi cuốn lưới thôi. Không biết có cá hay không, chứ trước mắt là bảo đảm bạn là không có lỗ. Tại vì sát bên không có to chạy máy. Đó. Trời ơi trời. Giờ bắt đầu giọt thôi. Ừ, dướng dây điện nè. Sát bên tiện lợi ghê luôn. Kìa hôm đó với cào nó vô kìa đó. Nó làm cái ẩm. Cào hả? Ờ, chạy vô bằng dây điện mà. Cũng nhớ nó dùng chứ. Rồi hai ông bà ra cái nhìn nó xin chào hả? Chào vậy chữ nó không chập. Bà nói đó, không hết trơn nữa. Không, không hết trơn. Trời ơi, trời cái bắt nó vô đền chứ. Mấy thằng cào gọi là nó ám ảnh nó xâm tiền bạn. Nó vô đây nó cào trong đây luôn nè. Mà theo quy định đó nha, bản nó treo nhóc trơn là từ bờ mà cách ra bờ đó 100m mới được cào. Giờ là tới 200m luôn á, tức là ra mặt bờ mà nó cào ở đây có cách 2-3m nè, nó cào luôn. Mà trong khi đó người trong đây là dây táo bè người ta đóng ngự dân trong đây. Là tôm dạo này nó hơi dẹt vô bờ đó, bởi vì nó vô đây nó bà nó cào luôn. Đúng sợ thiệt chứ. Mà là ám ảnh xâm tiền nè. Lưới sao nó vô bè cho người đại ca nè, nguyên cái vàng phao lúc mít nè. Lọc đại ca. Trời ơi cái gì mà phao lúc mít tùm lum chân ba kìa. Thằng nhân thiên la địa võng rồi nè, phải thời là gỡ mỗi tay bạn thấy chứ, gần bờ gần nhà vậy đó mà khá dính nhiều.
giờ ban ban chạy xuống mỗi sáng mỗi bảy ra giữa sông thấy chất quất hoài à. Dân không biết có cá không mà thấy không, cái này tôi bảo đảm có, tự tin luôn đó, bảo đảm đó, nghe mùi đó. Ôi trời, cái dèo cá chê gì thế mà cho cá sình ăn đó, trời ơi nó hôi, nó thơm quá trời thơm. Ô bảy cán cốt, cái cá là cái tấm liệu lý tưởng đẹp trời. Trời ơi còn múa kìa, tặng ơi trời. Bảy khúc cán. Bữa nay gió quá trời gió bạn, bởi vì khi bạn nghe hơi ồn bạn thông cảm nha. Gió nè. Nó còn sống vậy đó. Sồn ngủ sủ rồi, tại do dân bờ này mới ba anh em mới đi, chứ kiểu này ba anh em ra giữa sông thôi, mình ngủ sủ đi với ai dám đi. Trắng trắng thôi, lên nụi nụi coi. Trắng trắng chứ đừng vàng vàng như hôm bữa. Mà nói chơi vậy thôi, chứ lưới này dân tầng trung mà không có cá út. Út phải dân sát với đá với mới có. Mà nương theo chủ yếu là gỡ cá phụ, chỗ này căng thì rồi. Đó, mẹ dúi. Mẹ dúi. Đó, cá sát kìa. Tới rồi. Dân cá sát, phải có cá sát chứ ai nhiều bữa dân cá sát thì bắt cá út. Mẹ dúi để dành nhiều nhiều nướng ăn ngon mà được. Béo ngấy. Chú đạn với nhiều hả? Tự tin ghê. Lưới thả mà khai trường nghĩ mà thả từ giữa sông vô tới trong bờ luôn. Nó nguyên cái dẻo cá, cái xịn thôi. Quá trời thơm, thơm quá trời thơm. Để hôm nào cái dịp mấy anh em mình làm liệu bằng lấy ta lưới 7 phân mà lưới cá mà dinh ra bao bè kiểu này nè. Trời ơi dính bạn thấy cảnh, tại hai tùng nó dạo dài lắm. Nhưng mà nhiều khi sợ nó lòn dưới dây táo bè á. Kỳ vậy. Chỗ này là cá tập trung chỗ này mà. Chừng ấy vô bên trái. Rồi chốn đâu trơn rồi. Khúc này mà không có cá là căng thiệt chứ không phải chơi đâu. Chừng cái lưng à, chừng cái chân bè. Má ơi, đây không có cá là sao? Thằng ơi, lẽ đem tài lưới cái xác này đi lấy mông ngứa đập đi ba ơi. À, cái xác chỗ này tới một chuyện thì chứ. Lọc cháy. Mùng ngứa là đập đó. Đốt lòng cháy đó. Đó là tài chứ. Tài lưới gì văn cho mẹ cũng không dính. Trong đây nói gì nói thiệt mạng luôn á, là tuy rằng có thể cá sát không nhiều nhưng mà kiếm ăn được luôn, mà nãy giờ có hai con à. Cuốn đi te te luôn nè. Cuốn ruộng đi te te cái này tới chuyện rồi. Tới cục túi rồi. Trời, cái xác này nó không chịu ra nè, nó dưới đít bè rồi. Biển động. Dằn tài lưới này ở đâu dính cá rồi. Giờ dục vô dèo thôi chứ giờ dùng vô dèo mấy hồ nuôi cá nè. Đem lên ngọn cây luôn. Trời ơi, thứ dữ không à. Này chứ nó đem lên núi giang mới có cá thiệt.
Tại cái chuyện gì vậy trời? Rảnh thiệt chứ. Vậy nãy còn gọi thoại mình nó có đem kìm theo không nữa chứ. Sốc thiệt. Không, cái này nếu mà treo cái này ban đêm nó giống chúng à. Mà dài dạo dài quá nó sợ nó chảy mạnh căng quá. Căng mà này sao lắm. Thì bảo đảm để treo cái này mà ban đêm là giống như bữa ngâm bao bèo trúng chóc mũi chóp lắm, mũi nước lớn. Dắt người ta cho ăn nữa. Trời. Trời ơi đóng rồi như cái mền luôn rồi. Có nhiều vật nhỏ bỏ. Rồi chị bỏ vào hố hết thì giờ. À, quay phim cái này làm biến nhận lấy cái xác mà làm biến nói chuyện luôn đó trời. Con cá đâu nói. Kìa, có kìa. Lẽ mình không nói có cá kìa, có nước kìa. Đó, đó, rồi, rồi. Tìm lên nước kìa. Thiệt đâu bà. Đó, tới rồi, tới rồi. Có bạn ơi, có đâu mùa xuân rồi đó. Ai hiểm cái xác. Ngon lành. Lên rồi nụi, nụi rồi. Hai con này nó có chủ yếu nó có phong trào hay sao trời? Lòn dây quá. Ôi, ơi, ơi. Vậy, gì, gì, gì? Vô câu, có gì sữa chua. Thằng ngươi tưởng đâu cá gì nội. Làm giật mình. Có sữa chua. Có hai con cái đó im cu nữa rồi. Không xong. Không xong rồi đại dương ơi. Rồi chui vô bè luôn. Trời ơi chui vô bè tới chuyện nữa nè. Cố về tao bè luôn. Tưởng đâu cá tập trung lại đây chứ quất hai con cái đêm gu. Trời ông dân thiên la địa võng vậy không có cá mới đau chứ thiệt. Ông vẽ tùm lum hết trơn, gội luôn. Chui đứt bè luôn. Kìa nguyên cái bao cát thấy chà bá cái nhăn mũi sườn. Trời ơi cái ép kìa. Đem về thả bè núi kìa, cái he luôn kìa. Trời ơi, ơi quá trời ơi. Cái gì vậy? Tùm lum tùm lá chứ. Còn nó không? Còn nó không? Còn nó không? Còn... Ồ, ồ quá trời luôn bạn ơi. Rồi. Hết sảy con bảy. Trời ơi kìa. Ủa vô rồi vô rồi. Vô rồi vô rồi vô rồi. Vô rồi bà hai ơi. Quá trời luôn rồi. Ủa nó hút vô cái bè này cá dính quá trời dính bạn. Bà làm gì bà hai? Hử hử. Người ta văn lưới neo năm ta thay đổi có một tay lưới hai chồng bà văn năm bốn tay thứ gì vô nói. Bắt đầu vô nè cái đó đục cái thủ đục của cũ cái thủ là khỏi cần phải mở đục tại lúc nào cũng có lỗ để bỏ cá vô hết á. Ồ dính kệ bạn ơi cá he mè dúi mè dinh gì đầy đủ cá xác luôn mê thiệt chứ chứ nói lúc này không ta bạn từ đây lên đó bộn nữa không. Chỗ này trống trống rồi, bữa nào hết lục bình chỗ này giăng lưới tắt á, mấy anh em mình bao bè chỗ này dính cá dồ rồi mê lắm. Mấy con nước ngon á, giăng lưới bao bè định giăng lưới tắt á, bắt cá bự nó mượn cá lục bình. Giăng không có được. Còn nữa đó, bảo đảm những cá tập trung chỗ này. Cái này cá sát. Cá sát bự. Cá sát vậy là bự rồi. Ngon lành ha. Hai chồng gỡ cá mỗi tay luôn. Mày dúi. Còn con mày dúi ở đây nè. Nè nãy giờ bổn bổn rồi nè. Có khả năng hả? Có khả năng. Có khả năng hả? Khả quan rồi đó. Hả? Có lý. Thôi bà bơi vô đó bà gỡ giùm tôi cái sao. Dính cả nồi luôn. Bông lao đầy đủ luôn. Nó siêu mẫu dương bèo á. Cũng đi bào cá sát á. Ừ, ở dưới ngoài ở sát đó.
thì to, còn nó thì vẫn. Cá nào chạy thoát hả? Kìa, kìa nữa kìa, đỏ á, đỏ á. Vô ơi, đỏ kìa. Trời ơi, vô, vô. Quá rồi, quá rồi. Đỏ, đỏ. Trời ơi, mê quá bạn ơi. Lũng gạo, lũng gạo. Kìa cái bà dúi đó kìa. Kìa cái bao đất kìa. Cái bao đất này. Có một chuyện chứ. Lại, này bào quá mà. Gặp lưới này hai tùng nó dướng bởi vì cũng quải. Trời ơi. Hôm nay ta nắm tình hình rồi, hỏi bà cậu bà cá đi tầng nổi mà. Hốt cái bào đất rồi thì quắn vô nồi. Dính chỗ này nhiều nè, nó gom lại đây không? Bởi vì cái điểm nào nguy hiểm nhất là cá nhiều. Hả? Hốt cái bào đất của thằng Tiến rồi nè. Hôm nay ngày hội luôn. Ngày hội cá sét. Ôi gì bông lao tùm lum hết trơn à. Ồ cá bạn ô con mê không? Quá trời cá luôn. Chuyện gì đang xảy ra? Hốt lượt hai bao cát luôn. Dính vô mấy bao cát này quái cả linh hồn. Trời ơi nó quắn vô. Lưới nó một tùng á, tức là một cây á, lưới cái dạo nó ngắn còn đỡ. Còn lưới hai dạo nó vô cái tùng đó, lưới nó quắn một nồi. Bởi vì muốn bắt miếng cá nhiều là chua chát vậy đó. Dễ ăn lắm. Dễ ăn thiệt chắc. Đúng không bài, đúng không bài? Đúng. Dễ ăn lắm, phun vàng ăn hết rồi. Dễ ăn lắm, phun vàng ăn hết. Ừ, bao đất phải để vô trong mới đúng chứ. Đầu là cá lên nè. Đó, mê chưa? Có bà chị Nương bà gỡ cá kiếm mà cái sơn bà bay màu luôn, muốn tay không? Cái sắc đẹp cũng quỷ. Rồi, bây giờ hai mẹ con sư mẫu đi bào cái xác nữa đó. Bào lưới tôm, dính một nồi chỗ này đá gì đâu, đá gom chỗ này. Chưa bà, còn nữa bà, thì chồng gì còn mấy chùm lăng. Ừ, bà cậu nói tôi rồi. Bung lao thì mời đồng minh thi. Cá tập trung chỗ này nữa. Bung lao thì đủ quá trời, bung lao ấy. Thì hảo hảo, aji ngon thì đầy đủ. Đúng đúng cũng bộ không nè. Như đây rồi không, dư sức ăn rồi á, bây giờ bắt đầu bán nè. Lục bình nó dẹt ra bởi vậy nó bọc rồi, lục bình nó tấp vô đây, cái lục bình còn
con cái gì bông lao giống như neo trời. Hả? Đựng mớ cái chỗ này nè. Khúc bên kia có mấy con à? Tôi nói ông cũ rồi, nó mua mông ngứa đập lên. Kỳ sao kỳ vậy, tự nhiên một chồng cái em gu nở rồi cung bật cảm xúc nó lên xuống hả à? Ba mấy tao lưới nó đen rồi kìa. Quá quá trời nước đây nào nuôi chú cũng mạnh thằng nào tao lứ. Lục bình nó tấp vô nhóc trên. Ủa, hai mẹ con la đang dữ à. Vào khóc đâu. Mèo hôm giờ luôn á. Rồi hả? Lứa ba mạng nữa hả? Lứa ba mạng nó dặn đây ba mà ba bạn ngon. Cá sát cũng dính nhiều luôn. Đó sát luôn. Đúng là kêu trời luôn rồi. Qua trời bông lao. Đúng là sông Tiền này bây giờ thì chỉ có văng trên độc cây mới không có bông lao thôi chứ. Lưới mà đụng nước là bông lao. Cứ nèo mã mảnh mà văng cái lưới tầng trong bao bè cái này mà bông lao còn dính cỡ đó nữa. Ông nhắm từ đây lại đằng đó mà không bao nhiêu ký cá sát nữa không lạc. Bỏ má thì còn chưa biết được nha. Thánh thằng cái gì vậy trời, cái phao cũng dính bọc lông nữa. Cái gì cũng dính hết trơn. Nó ăn móng làm như cá nó hơi nhỏ không ơi. Cá nhỏ nhiều. Cá nhỏ nhiều. Cá này mà đưa 2,5 cái này mình để 2,5 gì kiểu văng lưới cá linh sổ đó, cá linh á là bảo đảm không kẹo lưới mới lạ. Tại giấc sáng này ăn móng như cá lồng tông mà đó, ăn móng nheo dân mâm sôi vậy đó mà văng lưới nó không dính nhiều, nó vô cá nó hơi nhỏ lọt lưới này 3,5-2,5 là dính thấy cảnh cái gì mà gạt gạt dưới gốc. Ra hồi trước tới tới giờ 2 năm nay thời tiết nó thay đổi sao đâu trời, gió đâu mà gió mấy tháng trời luôn, tại vì thời tiết lạnh nữa chứ. Này. Cái gì đâu mà thời tiết giờ nó nổi luôn, giờ ở miền Tây giống như kiểu ngoài miền Bắc lạnh quá trời lạnh mà gió. Mấy đọc có sức. Ồ mày dinh thế vậy. Vũ chà bá lửa. Ôi hai ba con. Ồ cái xác chà bá luôn kìa. Mê thì quăng. Dính lên ra xương xương. Thôi anh dứt được nồi nghe cho nãy. Chục. Chục. Mấy con à. Chút gì hồng đe hồi lùi chứ mệt. Đó. Ừ mẹ dảnh luôn. Cỡ đó luôn á. Hơn cái sổ nữa hả? Ồ. Ủa mày dúi à. Ơi bà ơi. Ồ nãy giờ bộ ngon nheo chứ nè. Ôi. Tại lưới trắng thành tại lưới đen luôn. Rồi luôn xuống dưới cái ghe của tèo Ba Phát luôn.
Kiếm vài con nữa coi. Kìa nữa kìa ba nước. Ừ có cái cày cái gì vậy? Nằm trên mấy gì to. Lưới này nằm trên mấy gì to bè. Đó. Ủa mày vú chà bá luôn, ngụm củ tỏi luôn. Ổn ghê. Vú gì là bự lắm mà. Kiếm ăn được. Vô. Cái này vú này mình nướng. Kìa con trắng trắng đó kìa. Cái cậy gì đó. Cái cậy. Cũng chuẩn bị hết lưới rồi, tới phần xanh chứ. 120 mét. Tới bè tôi lận. Thế là hả? Cái phao của bà sư mẫu hả? Thánh thằng nha. Thánh thằng bây giờ tôi nhìn khoa chóng mặt luôn. Ông cái bè ngang ông cái bè chỗ ông á có xác mà sư mẫu có dân lưới thấy cũng có dính lại gai. Cậu tìm kìa, tìm kìa, tìm kìa. Tìm gì đây? Có tìm. Lưới tìm tìm phao cái gì lưới sư mẫu gì tùm lum hết trơn. Thứ gì chịu nổi không? Nè nó nè. Mày dúi. Cá lớn mới vậy đó, kìa con tim đó kìa. Con gì vậy? Tim gì? Con tim. Tim gì? Tim gì? Tim gì? Tim gì? Thấy tim lên mà. Lấy bông lao. Bông lao. Lấy bông lao này vậy. Kìa con tôm kìa, tôm kìa, tôm kìa. Đó đó đó. Đó. Tôm đâu có lên tim. Tươi xanh như nào cánh không chọc chọc chọc. Lưới này cũng dính tôm. Ừ. Nhân thằng chung mà cũng dính tôm nữa. Còn tim nè. Cho vô đục luôn. Ừ. Để dành câu cá sủ. Còn tim có cá bảo đảm. Thấy tim lên đi mà. Mới lên nữa đó. Đó. Đó không? Bông lao đó. Không lẽ bông lao lên trời. Đấy vậy vuột gốc thấp ra đây. Trời ơi. Quá trời đẹp ta lưng. Cái nào ở trong á? Quá đẹp trời. Đệ tử củ sổ ra kìa, hàng gì chó sổ quá trời rồi. Rồi chuẩn bị hết lưới luôn rồi. Thì đệ tử con củ sổ đó. Trời ơi ta lưng. Hết lưới. Hết hình dung ta lưng. Hết hình dung ta lưng luôn thiệt chứ. Gì chịu nổi thiệt. Ừ, tao lưới mới, nhìn tao lưới kìa bạn ơi, giống như năm trời vậy đó. Đây còn rồi. Đám cuộn kia. Đám cuộn kia ra vô vậy. Cuộn lên xuống vậy. Ô, Mr. Sơn. Tướng đi nhìn cũng biết là tao nhìn xa xa nhìn tao biết rồi, gọi là Sơn Khôn mà. Chuyện qua nghe em vô nhà nó không nẻ chẳng hả? Hai tay này dữ dằn chứ. Ốm thằng gì hết anh? Vậy mới ra đây một xíu về rồi. Tôi đi chiên sắt với ông. Sơn hả? Đi ra gặp ông tụi ngủ đi. Ông tụi mổ ông ngủ cho nó. Rồi, bây giờ qua ông gặp tôi đi chở mình luôn. Anh xách thùng sơn vô rồi cứ bắt đầu lên giỏng nằm tới tối luôn đó. Đi mà dọc đường ai cũng dòm không nha. Hai mẹ con thăm lưới nghe la ôm sùm nãy gặp em cô rồi. Ở đây dàn lưới trúng cá hay không biết liền, bạn nghe ôm sùm là biết trúng cá. Ừ, cần thủ câu nãy giờ chưa con cá nào hết, nó bá vô hết. Cương Tử Nha. Ở đây lâu lâu hơn mấy anh em mình mới kìa được con. Kiểu mà câu cá giải trí chơi mà. Lâu nhầm khi câu nguyên ngày chả thấy mặt mũi con cá là gì luôn. Bởi vì bà bao dày quá mà.
Bà bào từ lúc đó tới giờ thứ gì chịu nổi với bà. Bà cá sát bây giờ đổi tên thành siêu mẫu cá sát luôn. Một con cá quá trời cá rồi. Này dân ký hơn đó. Rồi nhớ ngồi bắt con cá ép thả vô bè luôn nha. Rồi cá nướng không à? Còn bên cá này vú nè, ngon lắm mày nghe. Ừ. Nướng này chiên rồi cá mắm mè ngon lắm. Thịt với ngấy. Này dính mình luôn. Này dính mình vú bự bự luôn. Ờ rồi. Rồi một con đá ra đi, đem vô đây đi. Bóng tùm lum. Thử căng được nhiêu. Trời ơi nhìn thấy cá thấy ham bạn. Vô đây. 1.8 kg thao nhiêu? Thì cho ký tư vô tư đi. Ừ, ký tư khỏe ru. Ồ cái miếng cá mày vú bự con nè. Mẹ chị là bự lắm. Ủa vậy là bự rồi. Cái cá nó đâu có bự không? Mày vú, mày vú này về nướng thấy cảnh chấm me. Chảy mồ hôi lưỡi nhức nách. Để vậy. Ừ. Ừ, tương để vậy. Để vậy á, nướng chấm me ăn nhức nách luôn. Được mấy con cá sát nữa nè. Đã ghê bạn. Con này nó béo. Con gom cũng đỡ, cũng ký tư với bở à, bọn trộn thêm con cá ép nãy đâu rồi để đó đến hồi củ sủ nửa ký cái xác, đừng nửa ký cái xác, hai tô hủ tiếu nhiều đó, hai tô hủ tiếu bở à, 50.000. Cái cày cây mình cũng xin kết thúc clip này ha, chúc cả nhà xem clip ba vui vẻ nha, hẹn bạn clip sau. Thấy đôi khi cũng dễ ăn không, bao ta lưới có 120 mét nè, như cái xác hồi nãy là được hai tô hủ tiếu rồi đó, nhỏ nhỏ mà có vỏ, nửa ký là được 50.000 rồi, 60.000. Ở Cương nữa nha. Rồi, hẹn bạn lúc sau ha, để nào có dịp anh em mình đi bào tiếp nữa bạn ơi. Rồi, xong tiền này cũng kiếm tiền ăn sáng cũng dễ chứ không khó, xong tiền mà phải có tiền chứ, nhiều mà giàu thì không giàu nha, kiếm tiền ăn sáng thì phải ru chịu khó một chút là được à. Rồi chào nhà, hẹn bạn lúc sau.